Xin chào, xin chào tất cả các mẹ đến với video tiếp theo của Shop Mẹ Bếp Thùy Thảo. Và trong video ngày hôm nay tiếp tục chủ đề chia sẻ về chăm sóc bé sơ sinh, bé nhỏ. Thì như mình ngày hôm nay thì cũng đã sinh bé được mười mấy ngày rồi. Và các bé sơ sinh tới 80% các bé bị gặp cái tình trạng là khò khè ở mũi. Và đối với các bé dưới 2 tuổi, các bé không thể tự khạc, tự xì ra được, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái biện pháp hỗ trợ như hút mũi bằng máy hay là hút mũi bằng dây. Và cái này nó là một cái sản phẩm rất là phổ biến dành cho các mẹ bỉm sữa của chúng ta. Thì ngày hôm nay mẹ Bếp Thùy Thảo sẽ review về một trong những cái sản phẩm mà không thể thiếu cho mẹ bỉm, đó chính là cái máy hút mũi Bebe Confort của Pháp. Cái dòng sản phẩm này, cái thương hiệu của nó thì nó rất là nổi tiếng, với cái dòng sản phẩm nó có cả bình sữa này, ở nhiệt kế này, rồi túi trữ sữa, nó có rất là nhiều. Mẹ Bếp Thùy Thảo cũng đã có review về cái thương hiệu nó rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái máy hút mũi này nhá. Và cái dòng sản phẩm này thì nó có những cái điểm ưu gì và tại sao mình nên chọn cho bé yêu nhà mình, thì các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay cùng với mẹ Bếp Thùy Thảo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái hình dạng của nó. Nó được đựng trong một cái hộp như thế này, có chữ Bebe Confort của Pháp. Và đối với trên thị trường, máy hút mũi có rất là nhiều loại, nhưng mình muốn chọn một cái thương hiệu đến từ Pháp. Nó sẽ đảm bảo cho bé, thứ nhất là cái việc mà hút mũi nó khá là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta chọn những cái loại máy mà nó có cái độ hút khá mạnh, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái niêm mạc mũi của con này. Thì đối với cái dòng Bebe Confort của Pháp này, mình tìm hiểu khá kỹ luôn. Cái mà tần số hút của nó được nghiên cứu phù hợp với bé, và nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cái niêm mạc mũi của con. Đấy, và bên cạnh đấy thì cái chất liệu của nó cũng từ cái đầu núm để đưa vào trong cái đầu mũi của con này, nó cũng là silicone mềm này. Từ cái điện để chúng ta dùng trong máy hút mũi này, nó cũng rất là an toàn cho bé. Từ cái chất liệu của nó nên mình quyết định là dùng cái dòng sản phẩm này và review cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Rồi về cái hình dạng của nó thì xung quanh hộp là hoàn toàn tiếng Pháp, bởi vì là nó là một cái sản phẩm đến từ Pháp. Và nó sẽ có một cái tem phụ, bởi vì với những cái sản phẩm mà nhập nguyên hộp, nó sẽ có một cái tem phụ tiếng Việt dán ở trên hộp như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở bên trong của nó xem là có gì nhá. Thì đây là cái hộp máy hút mũi dành cho các bé. Cái sản phẩm này thì những mẹ bỉm nào có con bé sơ sinh thì mình mới hiểu được tâm lý của các mẹ này. Hầu như là mẹ nào cũng cần hết. Thì khi mà mình mở ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó chính là một cái tờ giấy. Cái này thì sẽ có tem bảo hành và dấu đỏ của công ty. Cái dấu đỏ này là của công ty Đức Nam nhập khẩu phân phối cái dòng sản phẩm máy hút mũi Bebe Confort này về. Và chúng ta sẽ yên tâm là nó được bảo hành về cái chất lượng của nó, không lo cái tình trạng là hư hỏng này, các bộ phận bên trong này. Và nó sẽ có những cái điều kiện bảo hành ghi rất là cụ thể ở trên này luôn. Và đối với khi mà chúng ta mở cái máy này lên thì chúng ta sẽ thấy là một cái tờ hướng dẫn. Nhưng mà do là cái sản phẩm ở bên Pháp nên nó hướng dẫn hoàn toàn là tiếng Pháp, nên nó sẽ kèm theo một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt để cho ông bố bà mẹ của chúng ta dễ dàng xử lý. Mình đọc qua một số về cái thông tin, thông số kỹ thuật nhá. Cái lực hút của nó là 430. 430 đây, chúng ta sẽ thấy là cái lực hút này thì nó được nghiên cứu là phù hợp cho các bé, nó không ảnh hưởng tới niêm mạc mũi này. Nó dùng cái nguồn pin, đó chính là pin AA 1.5V, trọng lượng của nó là 150g. Và cái đầu hút của nó thì được làm bằng silicone mềm này, và nó sẽ dễ dàng vệ sinh. Ở bên trong hộp thì nó được tặng thêm kèm 3 cái đầu núm silicone nữa để chúng ta thay thế sử dụng cho bé. Và tiếp tục ở bên dưới thì có hướng dẫn cách sử dụng, cái cách tháo lắp pin như thế nào, từng cái bộ phận của nó dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Cách tháo lắp này, cách vệ sinh này, cách sử dụng này, đặt lên cái đầu mũi của bé như thế nào. Đấy, chúng ta chỉ cần là lên mua cái sản phẩm này, có tờ giấy hướng dẫn rất là cụ thể, và chúng ta làm theo hướng dẫn là chúng ta đã có thể là sử dụng cho bé rồi. Tiếp tục thì mình thấy là có một cái túi Bebe Confort. Đấy, nó để đựng cái máy hút mũi, mỗi khi mà chúng ta dùng xong cho con, chúng ta vệ sinh thì chúng ta cho vào trong túi này để nó đảm bảo vệ sinh. Bởi vì là cái dụng cụ hút mũi thì nó rất là dễ bị những cái vi khuẩn nó xâm nhập vào, chúng ta cần phải vệ sinh thật kỹ. Rồi tiếp theo thì nó được tặng kèm thêm cho chúng ta cục pin này, ba cái núm silicone đi kèm này, và đây là cái hút mũi bằng điện
mà mẹ bếp Thị Thảo đang review đây. Nó có chữ là Baby Comfort của Pháp in ở trên cái hút mũi này luôn, cái núm của nó bằng silicone, và nó có hướng dẫn rất là cụ thể về cái cách lôi mang cái này ra để vệ sinh này. Chúng ta chỉ cần là giật lên là nó đã có thể là hút được cái dịch nhầy của bé vào trong này và chúng ta mang đi vệ sinh. Bấm cái nút nguồn này là nó bắt đầu khởi động. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp pin vào và mình sẽ tiến hành bấm khởi động cho chúng ta xem nhé. Sau khi mà mẹ bé Thị Thảo mở cái vít ở dưới này và lắp pin vào, cái pin thì là được đi kèm với máy luôn nhá. Thì mình lắp vào thì có cái nút nguồn ở đây luôn, chúng ta sẽ thấy cái hình nút nguồn này. Chúng ta bấm, đấy là chúng ta thấy là nó có lực hút rồi. Và nó rất là nhẹ, nhưng mà nó được nghiên cứu là nó sẽ giúp đẩy hết cái dịch nhầy của bé vào trong cái ống này luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần là để ở nơi cái cánh mũi của con như thế này, không để quá sâu nhá. Về cái đầu silicone này thì nó rất là mềm và an toàn cho bé sơ sinh, nhưng mà chúng ta không để sâu, chúng ta chỉ cần để ở ngoài như thế này và chúng ta bấm thôi là nó sẽ tự đẩy hút cái dịch nhầy của bé vào trong này. Đấy, và đối với cái hướng dẫn sử dụng thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần là để vào mũi và nó hút cho bé. Sau khi mà chúng ta hút được cái dịch nhầy của bé vào trong này thì chúng ta chỉ cần là giật nhẹ cái đầu này lên là chúng ta đi vệ sinh cái ống này. Vệ sinh mình cái ống này thôi nhá, thì cái này nó bằng điện thì chúng ta không đụng vào nước, chúng ta sẽ để khô. Và cái ống này là sau khi dịch nhầy của bé vào trong này rồi thì chúng ta sẽ đi vệ sinh. Và khi nào mà chúng ta cứ thấy là bé khò khè này, bé ngủ không được ngon giấc, bé bị khó thở, bé bú mẹ không được thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái hút mũi bằng điện này cho bé nhà mình. Nó rất là an toàn, tiện lợi và nó sẽ giúp cho bé giảm được cái tình trạng nếu mà chúng ta không lấy được cái hết cái dịch nhầy ở trong cái mũi của con ấy, thì nó sẽ dần xuống phổi dẫn đến tình trạng bé bị ho, bị viêm phổi, nó rất là nhiều các hệ lụy. Này các mẹ cũng lưu ý nhá. Và ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo đã review xong về cái máy hút mũi Baby Comfort của Pháp này rồi, và mong là cái chia sẻ này sẽ giúp thêm kiến thức cho bố và mẹ của chúng ta chọn một cái sản phẩm hữu ích cho con yêu của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với số mẹ bé Thị Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.